Chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt, 46 tuổi, hiện đang quản lý một trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy vấn đề về sức khỏe, chị đã đi khám bác sĩ và được khuyên giảm cân. Trước khi tham gia cuộc thi, chị cao 1m58 nhưng nặng tới 65,6kg. Trải qua 2 phòng thi của cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp, chị đã nhận thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn. Số cân nặng hiện tại của chị chỉ còn 61kg. Sau đây là những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt về chế độ ăn uống tập luyện mà chị đã áp dụng trong thời gian qua. Rồi, xin chào Nguyên. Dạ, chào anh ạ. Chào ban giám khảo. Buổi sáng em thức dậy từ lúc 5 giờ rưỡi. Em tập thể dục 1 tiếng. Sau đó em uống 1 ly nước ấm. Và em quay vào tầm nửa tiếng sau thì em uống 1 ly trà. Sau khi uống trà xong là em ăn sáng một cái ly dinh dưỡng. Sau đó là lúc 9 giờ em sẽ ăn nửa cái củ sắn. Cho đến 11 giờ rưỡi em sẽ ăn một phần cơm, tầm khoảng nửa chén cơm. Em ăn rau và em ăn thịt, gà, ức gà và... em ăn thêm một ít trái cây. Sau bữa ăn nửa tiếng thì em ăn thêm một ít trái cây. Và trong vòng buổi sáng em đã uống 2 lít nước. Cho đến trưa thì tầm 1 giờ nếu như mà em cảm thấy hơi đói thì em sẽ ăn thêm tí xíu khoai lang. Và buổi chiều thì em ăn một tô canh. Và em uống thêm một ly dinh dưỡng. Đó là chế độ ăn của em và thức ăn thì em sẽ thay đổi. Buổi trưa em sẽ thay đổi ngày. Bữa hôm nay em ăn ức gà thì bữa sau em ăn trứng luộc hoặc là ăn những cái thực phẩm như là em ăn bắp, rồi em ăn cá, rồi cá như ăn cá hồi với lại cá nục. Đó là những cái thức ăn của em ăn hàng ngày ạ. Thêm tập những cái gì? Có lúc em đi bộ, có lúc là em tập aerobic tại nhà. Thế lúc đi bộ có hay sử dụng điện thoại không? Đi bộ dạ. Có hay dùng điện thoại không? Lúc đi bộ có hay dùng điện thoại không? Hay là để dạ điện không, thoại? Em đi bộ em không có dùng điện thoại. Còn tập aerobic thì em đứng ở trước cái sảnh của chung cư á, em tập aerobic trong đó. Tại vì thời điểm đó em không có thời gian á, nên là em sẽ vận động mọi lúc mọi nơi nếu có thể. Cái việc kiểm soát cân nặng có tốt không? Sau thời gian 2 tháng rưỡi thì cân giảm bao nhiêu? Dạ, lúc đầu là em 75,5kg. Sau đó thì em đã được tư vấn và em đã dự thi cuộc thi này là lúc em đã giảm tầm đã gần 10kg rồi. Nên là lúc em dự thi ở cái cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp thì em đã là 65,5kg. Nên đến 2 tháng tập luyện giờ này là em đã giảm được 5,5kg và em còn lại 60kg ạ. Cũng hỏi bí mật một câu là nói chung là cân nặng thì giảm nhưng cái vòng 2 có giảm không? Dạ em vòng 2 lúc đầu là em 95, bây giờ vòng của em giảm được là em chỉ còn tầm khoảng 84. Dạ. Chúc mừng nhé, chúc mừng. Rồi cảm ơn Nguyệt. Cảm ơn Nguyệt. Dạ. Dạ, chào ban giám khảo ạ. Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Dinh dưỡng Toàn cầu Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng chương trình.